Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Nô-ê và tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức không để nó khoét vắt nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Vào năm 79, ngọn núi Vesuvio bất thình lình phun lửa dữ dội, chôn vùi thành phố Pompeii phồn vinh dưới một lớp nham thạch dày đến 7 mét. Người ta kể lại rằng ban đầu xuất hiện những cột khói càng lúc càng dày đặc hơn, và nhiều người trong số 20.000 người dân cư của thành phố đã di tản đến chỗ an toàn. Nhiều ngày trôi qua như không có chuyện gì xảy ra, một số người đã quay trở lại với công việc thường nhật của họ. Thế rồi một ngày kia, khi mà người đã trở nên quá quen thuộc với cảnh sinh sống giữa vòng nguy hiểm, thì sự tận cùng đã đến khi Vesuvio phun trào. Hơn 16.000 người đã chết ngạt bởi những dòng nham thạch sôi bỏng bùng lên. Vào năm 1749, người ta bắt đầu khai quật thành phố xấu số này. Dưới bao dinh thự đổ nát, bao đồ vật ngổn ngang, hiện ra các hình ảnh thật xúc động. Đó là biết bao nhiêu người chết đau đớn hoảng sợ. Và người ta còn ngạc nhiên hơn, tìm thấy xác của 38 người lính La Mã đang thi hành nhiệm vụ canh chừng, tay còn cầm gương, đi trong tư thế thi hành nhiệm vụ mặc dù cái chết đã kề bên. Nhưng cũng có người chết đang lúc nhậu nhẹt, có người đang đánh nhau để tranh giành một số tiền. Có cô gái trẻ đã quay trở lại để lấy một đôi bông tai bằng ngọc trai, để rồi bị thiêu đốt bởi nham thạch ngay trước cửa nhà mình. Một người đàn ông trở lại lấy túi tiền vàng của mình, và ông ta đã bị chôn vùi chung, trong khi đó tay còn cầm cái túi vàng đó. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh bất ngờ phun trào của núi lửa ngày xưa hay cũng như ngày nay, dù đã được dự báo và phòng ngừa, nhưng vẫn luôn để lại những hậu quả khôn lường, bởi vì nó bất ngờ như đại hồng thủy cơn Noel ập đến và cuốn trôi đi tất cả. Ngày Chúa Kitô quang lâm xét xử trần gian cũng bất ngờ. Chúa Giêsu nói rất rõ: thời ông Noel thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống
cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Vâng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới và cuốn đi tất cả. Ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Cho nên phải sẵn sàng, tỉnh thức và chuẩn bị như Noe để được cứu. Mỗi năm, giáo hội bước vào năm phùng vụ với mùa vọng, gióng lên tiếng chuông, nhắc nhở, sẵn sàng, tỉnh thức. Mùa vọng tiếng Latin là Adventus. Adventus có nghĩa là đến, hiện đến hay hiển trị. Chúa Cứu Thế là đấng sẽ đến hay hiển trị. Chúng ta chờ Ngài đến và Ngài đã đến rồi. Ngài đến trong biến cố nhập thể mà chúng ta kỷ niệm hàng năm vào ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh. Việc chờ đợi và kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh bằng mùa vọng cũng nhắc nhở chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi ngày quang lâm của Ngài. Ngày Ngài đến trong vinh quang như một vị thẩm phán oai hùng. Về việc con người trở lại, Thánh sử Matthew là tác giả duy nhất trong bốn tác giả của Tin Mừng dùng từ ngữ quang lâm Parousia. Nguyên khởi quang lâm Parousia có nghĩa là đến, hiện diện. Trong thế giới Lahi, tức là Hy Lạp La Mã, người ta dùng nó để chỉ việc hoàng đế long trọng ngự đến hay chính thức thăm viếng một thành phố nào. Trong Kitô giáo sơ khai, từ ngữ này sớm được sử dụng để nói về cuộc trở lại vinh quang của Thiên Chúa vào ngày cánh chung, nhất là trong các thư của Thánh Phaolô tông đồ thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, thứ hai cũng gửi giáo đoàn Thessalonica và thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Vâng, ngày Ngài đến hiện diện và hiển trị Adventus. Trong vinh quang, Chúa phán xét cho nên con người phải sống tỉnh thức sẵn sàng. Sẵn sàng khi tỏ mình sống không gì đáng trách như thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc nhở trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngài đến bất ngờ, thời ông Noe thế nào thì ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bất ngờ như kẻ trộm, 9 giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Ngày của Chúa sẽ đến như là kẻ trộm ban đêm, như Thánh Phaolô nhấn mạnh trong thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Tác giả Tassan đã suy niệm về hình ảnh ngày Chúa đến bất ngờ như đại hồng thủy và như kẻ trộm như sau. Dụ ngôn về lụt đại hồng thủy trình bày cho chúng ta thấy sự phán xét của Thiên Chúa ập xuống nghiệt ngã giữa dòng đời thường của con người. Dụ ngôn kẻ trộm đêm kêu gọi phải tỉnh táo trước mọi thứ bất ngờ không hẹn trước. Cho nên phải tỉnh thức như hình ảnh phác họa qua dụ ngôn người đầy tớ trung tín, luôn sẵn sàng tỉnh thức đợi Chúa về. Mà tác giả Tassan đã nhận định rằng dụ ngôn về người đầy tớ trung tín nêu rõ tinh thần vâng phục. Chúa phải là linh hồn của thời gian chờ đợi. Hội thánh sống với lòng mong đợi ngày cánh chung ở cuối chân trời. Nhưng cuộc phán xét đã bắt đầu hôm nay trong những lựa chọn của đời sống hàng ngày. Chính vì thế, lời Chúa luôn vang vẳng trong mùa vọng nói riêng và trong cả cuộc đời nói chung: các con hãy sẵn sàng. Vì như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi giáo đoàn Roma: đêm sắp tàn, ngày sắp đêm. Cho nên, như ngôn sứ Isaiah đã kêu mời: hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Thật thế, phải chuẩn bị sẵn sàng, luôn bước đi trong ánh sáng. Nếu không, hậu quả như câu ngạn ngữ Việt Nam có nói: nước tới chân mới chạy nhảy thì quá trễ. Kính thưa cộng đoàn, trong thực tế của đời sống, con người thường mơ mộng và sống không thực, như ngôn sứ Joel vang vọng trong lịch sử từ ngàn xưa. Trẻ thì mộng tới tương lai, già thì chiêm bao về quá khứ. Vâng, dù mong tương lai hay hoài ức về quá khứ, chúng ta luôn sống trong thức tỉnh như Thánh Phaolô kêu gọi:
hãy đi đứng đàng hoàng như đi giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ghen tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Tất cả để biểu lộ như câu ca dao Việt Nam dạy: người đời hiếu tử hiếu sinh, sống lo sướng phận, thác dành tiếng thơm. Khi so sánh ngày Thiên Chúa quang lâm bất ngờ như biến cố đại hồng thủy, con người và thế giới hôm nay bị nhấn chìm trong đại hồng thủy, trừ tổ phụ Noe. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy noi gương tổ phụ Noe được cứu thoát khỏi nạn hồng thủy nhờ làm theo lời dạy của Chúa khi bắt tay vào việc làm tàu lớn bằng gỗ. Thật thế, ông Noe đã làm việc cật lực bất chấp những lời gièm pha dị nghị của những người chung quanh. Chúng ta hãy làm mọi việc thường ngày với lòng tin tưởng vững chắc, chu toàn bổn phận, và làm mọi việc dù là những việc nhỏ mọn với tình mến Chúa yêu người. Đó chính là thái độ sẵn sàng chờ đón Chúa đến trong thức tỉnh. Nhờ đó chúng ta không bỏ lỡ cơ hội khi Chúa đến. Vâng, con sẽ như đầy tớ tín trung luôn thức tỉnh, làm việc cần chuyên, Chủ khen thay. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để tuyên xưng đức tin.